Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 1451-1451 Bọn hắn một nhóm người này, đều nguyện ý vì đối phương đi chết, loại cảm tình này, nàng không cách nào minh bạch, không, trước kia nàng, không cách nào minh bạch, nhưng bây giờ, nàng lại có thể lý giải, bởi vì, vì hắn, nàng cũng nguyện ý đi chết, quanh, huyễn ma tông chủ cũng nhào tới, điên cùng ra tay, mãnh liệt lực phản chấn nhường mỗi người đều thổ huyết, nhưng mỗi người đều không sợ chết xông về trước lấy. Trong tế đàn, Trần Tư Tư cũng cuối cùng bị động tĩnh này đánh thức, thống khổ mở hai mắt ra, tầm mắt của nàng, cùng tầng Trần tương đối, trong mắt lập tức trợn tròn, Trần. Trần Thiểu, nàng ánh mắt bên trong phóng ra trước nay chưa có tia sáng, hai hàng thanh lệ lăn xuống, nàng đây là đang nằm mơ giữa ban ngày sau, vì cái gì chính mình thấy được Trần Thiểu. Nàng ra sức mở hai mắt ra, có thế cả người đau đớn lại làm cho nàng mắt mở không ra, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác quanh quẩn, lực lượng đáng sợ điên cuồng muốn rót vào thân thể của nàng, giờ khắc này, Trần Tư Tư cũng không biết từ đâu tới sức mạnh, dùng sức mở hai mắt ra, vanh, ngũ thải quang minh, từ trên người nàng bỗng nhiên nở rộ ra, nàng cuối cùng đem hai mắt dùng sức mở ra. Là Trần Thiểu, thật là Trần Thiểu, còn có thiên tuyết, còn có như trăng, các nàng cũng chưa chết, các nàng tới cứu mình sao, vẫn là mình bây giờ đã đến thiên đường, không, cái kia mãnh liệt thống khổ và hoàn cảnh bốn phía nhường tư tư minh bạch, mình bây giờ còn tại thần cấm chi địa, Trần Thiểu không chết, hắn không chết, tư tư, ta tới cứu ngươi, ta tới cứu ngươi. Tần Trần hô to, Khuyết lệ lưu lại, lực lượng trong cơ thể điên cuồng phun trào, Trần Thiểu, tư tư thấy được máu me khắp người Tần Trần, trong lòng tràn đầy đau đớn, dừng lại, Trần Thiểu ngươi dừng lại, nàng muốn hô, nhưng căn bản hô không lên tiếng tới, nàng tình nguyện Tần Trần thật tốt, cũng không muốn Tần Trần vì mình thụ thương, cho dù là chính mình chết cũng không thể để Tần Trần làm bị thương một cọng tóc gáy, tuyệt không, quanh, Trần Tư Tư song đồng, chợt đã biến thành ngũ thải chi sắc, đáng sợ kia ngũ thải quang mang, trong nháy mắt bạo dũng mà ra, hơn nữa, cái kia ngũ thải chi quan bên trong, một đạo thiên thần một dạng nữ tử thân ảnh, mơ hồ hiện lên, như cùng đến cao thần chi, tạch tạch tạch, tế đàn bốn phía biên hồn chi màn hình chướng. Đột nhiên phát ra miệng vỡ vụn thanh âm, ông, mà cùng lúc đó, tần trần thể nội dung nhập trái tim của hắn thần bí tiểu kiếm, cũng giống là nhận lấy cái gì kích động, một luồng khí tức đáng sợ, từ tần trần trong thân thể phun trào mà ra, lập tức tràn vào trong tay hắn thần bí kiếm rĩ bên trong, lập tức, vô tận âm u lạnh lẽo chi lực quét sạch sành xanh, xanh, tần trần chỉ cảm thấy tràn đầy sức mạnh. Một kiếm điên cuồng chém rụng xuống, quanh, nguyên hồn chi quan phát ra kịch liệt quanh minh, cuối cùng bị xé nứt mở một đường vết trách, mà cái kia một đường vết trách, cấp tốc mở rộng phịch một tiếng, toàn bộ trên tế đàn hát quan ầm vang nổ tung, một cổ đáng sợ uyên ma khí hơi thở, bao phủ mà ra, buông ra cho ta tư tư. Tần trần gầm thét, hai con ngươi huyết hồng, nhào về phía cái kia màu đen viên cầu. Mà cái kia màu đen viên cầu, bây giờ lại bị trần tư tư ngũ thải chi quan từng chút một bước đi ra, tản mát ra vô tận băng lãnh khí tức, một đạo tức giận ý thức từ trong quét ngang đi ra, đáng chết, các ngươi đều đáng chết, Giám phá hư bản viên ma chi chủ chuyện tốt, đã như vậy, trước tiên thôn vệ các ngươi. Oanh, cái kia màu đen viên cầu trong nháy mắt từ trần tư tư trong thân thể lui ra. Hóa thành một đạo hắc quang, phút chốc xông về đám người, đại gia mau lui lại. Tần trần gầm thét, trên thân bột phát ra khí tức đáng sợ, đem mực viên đợi uổng công người đánh bay ra ngoài, một kiếm ngang tàn bổ vào cái kia màu đen viên cầu phía trên, phanh, cái kia màu đen viên cầu kịch chấn, phía trên xuất hiện một đạo khe, lập tức viên cầu nứt ra, một cổ dũng động màu đen hồn quang tản mát đi ra. a, à, đáng chết, đây là cái gì binh khí, có thể làm bị thương bản nguyên ma chi chủ, hảo, bản nguyên ma chi chủ liền thôn vệ ngươi. Sư, hắc quan kia như điện, trong nháy mắt chui vào tầng trần trong thân thể, trần thiểu. U thiên tuyết các nàng kinh hải, điên cuồng nhào tới, quanh, tầng trần trong đầu, linh hồn hải đột nhiên kịch chấn đứng lên, Tần Trần linh hồn chi lực đã đạt đến thực chất hóa cảnh giới. Có thể nói, so với mà thánh cao thủ đến đây chắc chắn mạnh hơn, nhưng mà ở nơi này màu đen hồn quang trước mặt, lại giống như trong bão táp mặt biển, cùng phong thổi loạn, căn bản ngăn cản không nổi, Tần Trần trên thân tản ra từng đạo ánh sáng âm lãnh, hắn tại bị cái này màu đen hồn quang đoạt xá, ha ha ha, thật cường hãng cơ thể, bản nguyên ma chi chủ ưa thích, kiệt kiệt kiệt. Đạo này ý thức, hưng phấn vô cùng, trong nháy mắt chìm vào đến tầng trần linh hồn hải bên trong, ông, lúc này, u khoảng không băng diễm cùng thanh liên yêu hỏa trong nháy mắt xuất hiện, muốn ngăn cản cái này hồn quang đoạt xá, nhưng không cần, cái này hồn quang quá mạnh mẽ, dễ dàng liền xé rách hai đại thiên hỏa phòng ngự, quanh, ngay sau đó, thời gian bản nguyên xuất hiện, kinh khủng thời gian khí tức tản mát. Nó thật vất vả tìm được một cái túc chủ, làm sao có thể nhường cái này uyên ma chi chủ hồn quang chiếm giữ tầng trần cơ thể, ân thời gian bản nguyên, tiểu tử này vậy mà lấy được thời gian bản nguyên, làm sao có thể? Hắn rốt cuộc là ai? Đạo này hồn quang đầu tiên là kinh hải, chợt đại hỷ, kiệt kiệt kiệt, nghĩ không ra bản thể mang đến cho ta tốt như vậy một thân thể. Đoạt xác của thân thể này, thì bằng với nắm trong tay thời gian bản nguyên, nói không chừng không cần đi thiên giới viện binh, liền có thể đi chỗ đó lôi đình chi hải cứu ra bản thể. Đạo này ý thức kịch liệt ba động, phản phất là một cái cá thể độc lập, cùng lôi đình chi trong biển nguyên ma chi chủ cũng không có trực tiếp liên hệ, ông, hắc quan nở rộ, đạo này hồn quan vậy mà tại đối kháng thời gian bản nguyên. Tranh đoạt tầng trần linh hồn, thời gian bản nguyên sức mạnh vốn là không thể so với đạo này hồn quan yếu, nhưng thời gian bản nguyên bị trấn áp vô số vạn năm, bây giờ cực kỳ yếu ớt, còn chưa chữa trị, lập tức liền bị cái này hồn quan chui chỗ trống, một đạo hắc quan lấp lóe, vậy mà ngắn mũi ngăn trở thời gian bản nguyên đưa nó cuốn lấy sau đó cái kia hồn quang trực tiếp chìm vào tầng trần linh hồn hải tính toán thông qua trưởng khống tầng trần tới trưởng khống thời gian bản nguyên đúng lúc này ông tầng trần trong đầu cổ thư xuất hiện quanh cổ thư vừa xuất hiện lập tức phóng ra ánh sáng chói mắt quan mang kia chiếu đến hồn quang phía trên nguyên ma chi chủ hồn quang lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thống khổ vặn vẹo lên đây là cái gì bảo vật nó kinh sợ trống to lên tiếng, tính toán xông vào tầng trần linh hồn biển sâu chỗ tránh né, có thế chính là lúc này, tầng trần trong thân thể, vô tận lôi quan xuất hiện, một cổ chấp trưởng thiên địa, trung chuyển bát hoang khí tức bạo cuốn mà ra, đây là tài quyết chi lực, trên người ngươi tại sao có thể có thiên giới tài quyết chi lực? Ngươi là thắng hậu nhân, viên ma chi chủ hồn quan hoảng sợ gào thét. Tại lôi quan phía dưới, ầm một cái nổ tung, vô tận lôi quan bên trong, một đạo màu đen suy yếu vần sáng lập tức từ tầng trần trong đầu liền xông ra ngoài, vèo một cái, trực tiếp chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, tầng trần trên người hắc quan tản mát, cả người hư nhược mở to mắt, lung la lung lay ngã xuống, trần thiểu. Một đám người vội vàng nhào tới. Trong đó có một đạo thân ảnh, nước mắt mắt lượn quanh, lập tức ôm lấy tầng trần, trần thiểu. Nàng khóc lớn, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng, tư tư. Tần Trần đưa hai tay ra, ôm đối phương bóng loáng khuôn mặt, vuốt ve rất nhẹ nhàng, tư tư, đừng sợ, ta tới, ta tới cứu ngươi. Tần Trần ôm nhu nói, hai mắt Trần thiểu, ngươi không chết, ngươi thật sự không chết, tư tư cảm xúc chấn động kịch liệt lấy, nàng không cố kỵ chút nào khóc, nước mắt nhiễm hai gò má, nàng dùng sức ôm lấy Tần Trần, vùi đầu vào Tần Trần ôm ấp hoài bảo bên trong, tham lam hô hấp lấy Tần Trần khí tức, ấm áp nhiệt độ, nhớ thương thân ảnh cùng khí tức nàng thấp tố lấy, khóc, cái này đối mặt uyên ma chi chủ không sợ chút nào. Mặt chống lại quan hy nhi dám ngang tàn xuất thủ nhu nữ tử, tại tầng trần trước mặt nhưng là như vậy mềm mại yếu ớt, phản phất hết thảy cường ngạnh hết thảy bá đạo đều biến mất, tại tầng trần trước mặt, nàng chỉ bày ra chính mình ôm nhu nhất một mặt là, tư tư, ta không chết, có lỗi với, ta bây giờ mới tìm được ngươi, có lỗi với. Tần Trần nhẹ nói lấy, hai tay vuốt ve lấy tư tư lòng trắng trứng một dạng gương mặt. Ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu, hắn ôm lấy tư tư, vuốt ve rất nhẹ nhàng, nhưng cánh tay lại không tự chủ nắm chặt, có lỗi với, những năm này, để cho ngươi ngày đêm lo lắng, ngươi chịu khổ, tần trần trong lòng rất đau, thật sự rất đau, biết tư tư tiếp nhận nhiều như vậy đau đớn, hắn hận chính mình, vì cái gì không có trước tiên đi tìm tư tư, còn tốt tư tư không có việc gì bằng không hắn như thế nào cũng sẽ không tha thứ chính mình, tư tư lắc đầu, nghẹn ngào nói, chỉ cần trần thiểu ngươi bình an vô sự. Như thế nào đều tốt, bờ vai của nàng rung động kịch liệt, cố gắng đè nén tiếng khóc kéo dài rất lâu mới rốt cục hòa hoãn. Nàng mới chợt nhớ tới còn có người khác ở bên, vội vàng từ tầng trần trước ngực đứng dậy, nhưng hai tay vẫn như cũ một mực ôm cánh tay của hắn. Dường như chỉ sợ hắn lại bỗng nhiên rời đi, ông, một đạo khí tức đáng sợ tại trần tư tưởng nhớ trên thân bốc lên, đây là một loại hơi thở của đạo trời, giờ khắc này, trần tư tưởng nhớ phản phất thiên thần một dạng, cho người ta một loại cao cao tại thượng khí tức, vô tình hóa hữu tình, huyển ma tông chủ khiếp sợ nhìn xem tư tư, tư tư khí tức trên thân. Chính là không tình chi đạo khí tức, nhưng thời khắc này không tình chi đạo, so với nàng hiểu biết không tình chi đạo đáng sợ nhiều lắm, loại khí tức kia, nhưng huyển ma tông chủ vạn phần chấn kinh tư tư vậy mà đem không tình chi đạo chuyển hóa trở thành có tình chi đạo, cái này đại đạo lại còn có thế chuyển hóa sao, loại này sửa đổi đại đạo thủ đoạn, nhưng huyển ma tông chủ chấn kinh vạn phần. Thiên tuyết, như trăng, các ngươi cũng không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Tư tư xóa đi nước mắt, mỉm cười nói, lúc trước tại trong tế đàn, nàng nhìn thấy thiên tuyết cùng như trăng điên cùng xuất thủ tràn cảnh, trong lòng tràn đầy xúc động. Thiên tuyết cùng như trăng cũng là hai mắt đẫm lệ, tư tư, ngươi không có việc gì thật sự quá tốt rồi, ngươi không biết, Trần Thiểu hắn lo lắng bao nhiêu ngươi. Bây giờ tốt, ba người chúng ta cuối cùng lại tại cùng nhau. Đúng vậy a, à, chúng ta ba tỷ muội cuối cùng lại tại cùng nhau. Tư tư cảm khái nói, nàng nhớ tới trước đây ba người các nàng cùng một chỗ tại cổ lo lắng dưới bên trong lịch luyện tràn cảnh. Nhớ tới cùng một chỗ tại yêu, lập tức sắc mặt xấu hổ đỏ bừng, ngày hôm nay, các nàng một lần nữa tụ thủ, hết thảy, giống như giống như mộng ảo, thiên tuyết tỷ, như trăng tỷ, các ngươi hảo tư tư vĩnh viễn nhớ kỹ, từ nay về sau, ba người chúng ta mãi mãi cũng không xa rời nhau. Tư tư nhẹ giọng kêu. U thiên tuyết ánh mắt đung đưa rung chuyển, cánh môi khinh động, như muốn nói cái gì, lại đồng dạng không có xuất khẩu. Thiên ngôn vạn ngữ, đều không nói bên trong, ba người nhìn về phía tầng trần, không tự chủ được, nhau nhau đầu nhập tầng trần trong ngực trên thân áo bào bị máu tươi nhiễm đỏ ba tấm đủ để cho trên trời trích tiên đều có tự ti mặt cảm dung nhan tuyệt mỹ thượng đô có tùy ý tuôn trào nước mắt trần thiểu đây không phải mộng a à, thật là ngươi tư tư ôm chặt lấy tần trần không muốn thả ra nàng đến bây giờ còn là có chút không thể tin được hết thảy trước mắt không thể tin được tần trần thật sự xuất hiện ở bên cạnh mình trần thiểu trần thiểu trần thiểu nàng một lần một lần la lên So sánh Thiên Tuyết cùng Như Trăng nhã nhặn, tình cảm của nàng lại giống như vỡ đê, khóc không thành tiếng, không cách nào ức chế, Thiên Tuyết cùng Như Trăng cũng một trái một phải ôm lấy Tần Trần. Rất lâu không chịu thả ra, Tần Trần ngực chập trùng, toàn thân mỗi một chỗ đều có khí tức ấm áp đang chảy, là ta, thật là ta. Tần Trần Mỹ non nói, trong lòng càng đau lòng, ba nữ nhân, cũng là như vậy hoàng mỹ, dung nhan tuyệt đẹp, phản phất tiên nữ trên trời đồng dạng đều đối chính mình sâu như vậy thích tần trần không dám suy nghĩ chính mình thiếu tình nợ muốn mấy đời mấy kiếp mới có thể còn xong tư tư ngươi chớ khóc ta tại về sau ta tuyệt sẽ không lại để cho ngươi rời đi ta hắn nhẹ nhàng nói hắn âm thầm thề sau này không tiếp tục để nữ nhân của mình lo lắng rơi lệ để cho nàng khóc đi thiên tuyết ngẩng đầu nức nở nói tư tư vì ngươi thụ nhiều khổ như vậy bây giờ nàng cuối cùng có thể yên tâm nàng đây là cao hứng. Tốt, tốt, đây cũng quá hâm mộ người A. À. Cũng không nhìn một chút chung quanh còn có nhiều người như vậy đâu. Một đạo không hợp thời âm thanh ở một bên vang lên, mèo mung lớn quệt miệng đạo, ngữ khí chế nhạo, một đám người tân tân khổ khổ, thật vất vả phá vỡ uyên hồn chi quan, tiếp đó tầng trần bốn người lại ôm ôm ấp ấp cùng một chỗ, thức ăn cho chó này vậy cũng quá đáng, tư tư hơi đỏ mặt, nhưng ba người cũng không nguyện ý thả ra tầng trần nếu không thì ta cho các ngươi nhường một mà, hoặc có lẽ là, để các ngươi đi càng không tạo hóa ngọc điệp bên trong đi trước làm chính sự. Mèo mung lớn cười hắc hắc đạo, chính sự gì? Tần trần im lặng, chính là cái gì kia tới? Mèo mung lớn cười ha hả, ngươi cũng đừng nói cho ta biết ngươi một cái đại nam nhân liền gì chính sự cũng không biết. Nói không chừng ba vị này muội tử đều so ngươi hiểu được đâu. Tư tư các nàng khuôn mặt đều đỏ lên, tần trần lập tức im lặng, Đổi giận mắng, đi, đi, cút sang một bên, như thế nào, ngươi hâm mộ, có muốn hay không ta cho ngươi tìm chỉ mèo cái. Cắt, miêu gia ta sẽ thiếu đối tượng. Nhớ năm đó ngươi miêu gia ngang dọc các đại vị diện thời điểm, đi, đi, dừng lại, mau đánh ở, tầng trần vội vàng hô ngừng, cái này mèo muôn lớn một khi khoác lắc đứng lên. Ai cũng không ngăn cản được, mèo muôn lớn cười nói, tốt, không nói đùa nữa, bất quá vừa rồi cái kia uyên ma chi chủ phân hồn còn không chết, hơn nữa, ngày đó giới cao thủ cũng không biết thế nào, lại thêm phiêu miểu cung chủ hẳn là cũng ở đây a. À. Đại gia có phải hay không nên làm chuyện chính? Thần sắc của nó có vẻ hơi nghiêm túc, tần trần mấy người cũng lập tức thanh tĩnh lại. Hoàn toàn chính xác, tư tư là cứu ra, nhưng cũng không đại biểu hết thảy liền đều gối cao không lo. Đầu tiên, cái kia uyên ma chi chủ phân hồn nhất định phải chết, thứ yếu, thiên giới cao thủ cũng phải chết, còn có thượng quan hy nhi, làm nhiều chuyện xấu như thế, tần trần tự nhiên cũng sẽ không để nàng sống sót, quan trọng nhất là, tần trần từ tu thành trạch trong đầu biết tình báo. Phiền phức, rất lớn, bây giờ đại gia trước nghỉ ngơi một chút, chữa thương chữa thương, trước tiên khôi phục một chút sau đó, lại đi đối phó biên ma chi chủ phân hồn bọn chúng, quyết không thể để bọn chúng tiếp tục làm hại xuống, đưa chúng nó giải quyết sau đó, chính là thiên giới người đến e rằng đó mới là chúng ta thiên vũ đại lục lớn nhất tai nạn. Tần trần sắc mặt thiên giới người tới, cái gì thiên giới người tới? Mực viên trắng bọn họ đều là cả kinh, dù sao chỉ có tần trần sư hồn, đối với diệu diệt phủ sự tình, chỉ có tần trần một cái biết được, mà có liên quan thiên giới người, trần tư tưởng nhớ thậm chí hoàn toàn không biết gì cả, tần trần không chút do dự, lập tức đem chính mình lấy được ký ức nói ra, không. Không. Mực quyên đợi uổng công trên mặt người đều có vẻ kinh nộ, ngươi xác định là một cái phủ chủ điều động mà đến binh sĩ. Mèo mung lớn trên mặt cũng có ngưng trọng, không sai, là một cái gọi đông vũ ấm gia hỏa. Tại nơi cái gì diệu diệt phủ chuyên môn phụ trách tiến công hạ giới đại lục, mà lại là lăng lục lăng cấp trên của bọn họ, diệu diệt trong phủ cường giả chân chính. Tần trần sắc mặt trở nên trắng, trong hai con ngươi có lãnh ý, hắn biết cũng chỉ có những thứ này bởi vì tu thành trạch tự bạo quá nhanh, hắn lấy được tình báo cũng không phải rất nhiều, rất nhiều chi tiết đều rất mơ hồ, diệu diệt phủ. Mèo mung lớn nỉ non, mèo mung lớn, chẳng lẽ ngươi biết cái gì? Tần Trần vội vàng nhìn qua, phủ nhất cấp ở thiên giới bên trong. Là cực kỳ đáng sợ cấp bậc, một phủ phủ chủ, thường thường cũng là cấp thánh chủ cao thủ, mà hắn chỗ sai phái ra chuyên môn tiếng công hạ giới tổng chỉ huy, thực lực tuyệt đối cực kỳ đáng sợ, hẳn là thiên thánh cấp bậc. Mèo mung lớn khẳng định nói, thiên thánh. Đám người không khỏi hít một hơi lãnh khí, cái này căn bản không là một cấp bậc, cái kia tu thành trạch trong trí nhớ. Ngoại trừ cái kia đông vũ ấm bên ngoài, còn có đông vũ ấm lãnh đạo đỉnh cấp cao thủ đội ngũ, có 7 tên thủ lĩnh cấp, còn có vượt qua 30 tên hộ vệ. Tần Trần trầm giọng nói, mà ở tu thành trạch trí nhớ, bọn hắn những người này, cho dù là mạnh nhất lăng lục lăng, cũng là hộ vệ cấp bậc thôi, cái kia 7 tên thủ lĩnh cấp cao thủ địa vị đều ở đây bọn hắn phía trên. Đám người lại lần nữa chấn kinh, sắc mặt đều cực kỳ khó coi, tin tức này thật là rung động đến bọn họ, Lăng Lục Lăng bực này phàm thánh cảnh cao thủ đỉnh phong, tới một người liền có thể quét ngang thiên vũ đại lục, mà bây giờ vẫn còn có 30 tên Lăng Lục Lăng bọn hắn cấp bậc thiên giới cao thủ trên đường, vượt qua 30 tên phàm thánh cảnh cao thủ mà cái kia bảy tên thủ lĩnh, có thể là địa thánh cảnh, đến nỗi cao cấp nhất đông vũ ấm, thậm chí có có thể là thiên thánh cảnh cao thủ, đám người chỉ là suy nghĩ một chút, đều cơ hồ muốn ngạc thở, đây cơ hồ là cái không có khả năng ngăn cản được đối thủ, nếu như tới một cái địa thánh cảnh, bọn hắn liều chết còn có thể ngăn cản, có thể lập tức tới nhiều cao thủ như vậy. Thiên vũ đại lục như thế nào ngăn cản, cho dù là tầng trần cường thịnh trở lại, cũng không khả năng đối phó được nhiều cao thủ như vậy, tần trần tiểu tử, bọn gia hỏa này còn bao lâu đến. Mèo mung lớn trầm giọng nói, tần trần sắc mặt tái xanh, đạo, cái này tại nơi tu thành trạch trí nhớ ngược lại là có, đại khái, tại ba năm sau, thời gian ba năm, đây cũng quá ngắn. Trong lòng mọi người trầm trọng, mực viên trắng trầm giọng nói, nhiều cao thủ như vậy, nếu như chỉ chỉ là địa thánh cấp bậc, có lẽ lấy sư phụ thực lực, còn có thể ngăn cản một chút, có thế thiên thánh cảnh cao thủ, trừ phi sư phụ đột phá đến địa thánh cảnh giới, thậm chí đạt đến địa thánh cảnh giới đỉnh phong, mới có chiến đấu cơ hội, thế nhưng là ngắn ngủi thời gian 3 năm, sư phụ làm sao có thể đột phá đến địa thánh đỉnh phong? Tần Trần trong lòng cũng trầm xuống, địa thánh đỉnh phong, tu vi của hắn đột phá tốc độ đích xác nhanh, nhưng mà, coi như lại nhanh, hắn cũng không khả năng lập tức đột phá cao như vậy phải biết hắn theo võ đế cảnh giới đột phá đến phàm thánh cảnh, đều hao phí không biết 3 năm, bây giờ từ phàm thánh cảnh muốn đột phá đến địa thánh cảnh. Độ khó cao hơn, thời gian 3 năm, đích xác rất ngắn. Mèo mung lớn nhìn về phía tầng trần, tốc độ tu luyện của ngươi đích thật là nhanh, nhưng mà, thời gian 3 năm, là vô luận như thế nào không có khả năng đạt đến địa thánh tột cùng, thậm chí, đột phá đến địa thánh đều treo, đến rồi thánh cấp, tu vi đột phá, đều theo trăm năm qua tính toán, chỉ là ba năm, quá ngắn, huống chi. Mèo mung lớn lắc đầu, thiên vũ đại lục mặc dù là nguyên đại lục, nhưng mà, dù sao chỉ là một cái cấp thấp, thấp vị diện, tại bực này vị diện, đồng dạng tu luyện tới phàm thánh đỉnh phong cũng đã là cực hạn, ít nhất ta chưa từng nghe nói qua, có ai có thể ở hạ đẳng ở đây chờ vị diện đột phá đến địa thánh ranh giới, đây là vị diện cường độ ảnh hưởng, căn bản không người có thể phá. Trừ phi, trừ phi cái gì đám người nhao nhao nhìn qua mèo mung lớn lại không lại nói đừng nghĩ trước nhiều như vậy hay là trước giải quyết còn dư lại cái kia thiên giới người tới còn có uyên ma chi chủ phân hồn lại nói ân trước tiên không nghĩ tần trần gật đầu hắn cũng biết sự tình có nặng nhẹ thế là nhanh chóng ngồi xếp bằng chữa trị đứng dậy lên thương thế ông hắn vận chuyển bất diệt thánh thể thương thế trên người lập tức lấy rất nhanh tốc độ khôi phục nguyên bản vỡ tan thân thể, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khép lại, sau một lát, tầng trần thương thế trên người đã tốt thất thất bát bát, cái này, tất cả mọi người kiếp sợ nhìn xem tầng trần, cảm thấy vô cùng biến thái, mèo mung lớn, bây giờ liền xuất phát A. À. Các ngươi đều tiên tiến càng không tạo hóa ngọc điệp. Tần Trần quả quyết nói, chờ mọi người đều thương thế khôi phục, cũng không biết lúc nào, nói không chừng lăng lục lăng đám người đã vụng trộm chạy trốn, đến đổi ngươi. Tần Trần nhìn về phía huyễn ma tông chủ, do dự một chút, cũng tiến vào càng không tạo hóa ngọc điệp, lát nữa có gò bó lực thời điểm, ngươi đừng kháng cự là được rồi. Tần Trần vang lên phong thiểu vũ bọn hắn, nhưng mà loại thời điểm này, Tần Trần tạm thời còn không có thời gian cẩn thận truy cứu huyễn ma tông chủ thân phận, ông, lực lượng vô hình vọt tới, Trần Tư tưởng nhớ bọn người trong nháy mắt được thu vào càng không tạo hóa ngọc điệp, Tần Trần lập tức bay lượng dựng lên, rời đi mảnh này truyền thừa chi địa, Thân hình hắn nhán một cái, trong nháy mắt đi tới thần cấm chi địa bên trong, Tần Trần tiểu tử, ngươi hấp thu thời gian bản nguyên, lại là vị diện chi tử, lại thêm thiên địa bản nguyên vừa lúc ở cái này thần cấm chi địa bên trong, ngươi chỉ cần câu thông thiên địa bản nguyên, liền có thể bắt được khí tức của bọn nó. Cái này cũng là thiên địa bản nguyên dị dụng, thân là vị diện chi tử Tần Trần. Tại phiến thiên địa này phía dưới, vậy thì đồng nghĩa với là tức vận chi tử dựa theo mèo mung lớn phân phó, tần trần lập tức câu thông phóng lên trời mà bản nguyên, lập tức, một cổ ý niệm bỗng nhiên bao phủ ra, phản phất bao phủ lại cả tòa thần cấm chi địa, một cổ khí tức đáng sợ lộ ra ở tần trần não hải, đây là thần cấm chi địa bên trong rất nhiều thái cổ hoang thú khí tức. Số lượng nhiều, nhưng tần trần đều âm thầm liếu lưỡi, bất quá, tần trần cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, mà không cách nào cảm ứng rõ ràng đến mỗi một đầu thái cổ hoang thú thực lực cùng vị trí nhưng loại cảm giác này đơn giản quá kỳ diệu nhưng tần trần có một loại thiên địa đều ở cảm giác trong tay tần trần tiểu tử đừng lăng thần nhanh chóng tìm kiếm a kèm theo mèo môn lớn quát khẽ tần trần lập tức tinh tế cảm giác đứng lên lập tức người bình thường ma khí tức lập tức tràn vào đến rồi tần trần trong đầu là thượng quan hi nhi hơn nữa tại thượng quan hi nhi vị trí chỗ một cổ quen thuộc thiên giới sức mạnh, đang chậm rãi tiêu tan, là lăng lục lăng khí tức, lăng lục lăng tư nhiên bị thượng quan hy nhi giết. Tần trần lập tức giật nảy cả mình, ông, cùng lúc đó, một đạo kinh khủng ma hồn khí tức đang hướng về thượng quan hy nhi vị trí cấp tốc lao đi, chính là uyên ma chi chủ phân hồn, uyên ma chi chủ phân hồn, đang theo thượng quan hy nhi lao đi, không tốt. Uyên ma chi chủ phân hồn muốn đoạt xá thượng quan hy nhi. Tần trần trong lòng kinh hãi lập tức hướng về thượng quan hy nhi vị trí cấp tốc bạo lướt mà đi. Tuyệt không thể uyên ma chi chủ phân hồn đoạt xá thượng quan hy nhi, bây giờ uyên ma chi chủ phân hồn còn không cách nào rời đi thần tấm chi địa, chỉ khi nào đoạt xác thượng quan hy nhi, ký thác vào thượng quan hy nhi trên thân, liền có thể rời đi thần tấm chi địa, đến lúc đó, thiên hạ chi đại. Tìm lại được đối phương độ khó tuyệt đối đến video đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký.